nhận và yêu quý. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Nguyên Vũ sẽ còn có nhiều nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của khán thính giả đã yêu thích anh. Hình ảnh của Nguyên Vũ ca sĩ, Nguyên Vũ diễn viên và người dẫn chương trình sẽ có nhiều điều mới hơn, hấp dẫn hơn và mang tính chuyên nghiệp hơn. Đối với khán giả.